Kính thưa quý vị, đạo thờ mẫu là một sinh hoạt văn hóa tâm linh của người Việt. Để phụng sự và tôn vinh tín ngưỡng này, có một dòng nghệ thuật hát dân gian rất đặc sắc. Hát chầu văn trong hầu bóng, mang đậm màu sắc diễn sướng tâm linh, thật rộn ràng, huyền ảo và cũng rất thanh cao. Nó giúp cho con người thoát đi những trần tục để hướng tới cái tâm, cái thiện ở đời. Nhớ
sâu âm thầm mồ côi cha lẫn mẹ gặp được thầy quý công tiên sinh một đời làm phúc cứu dân tiên sinh làm phép đặt tên Chúa Nguyễn Hội. Vân công chúa thượng thiên cử về lũ nhang xả nhiệt pháp duy mong quân chư Phật hải hội tất sao văn kỳ sư kế tường ân hành kỳ cung nhân chư Phật hiện toàn thân nam mô nhang vân cai bồ tát ma ha tát nam mô nhang vân cai bồ tát ma ha tát xe loan thánh giá hội cung đề nhị thánh tiên văn thịnh mời mẫu đề nhị thánh tiên vốn xưa hiển thánh trong đền song sơn chiến đàn hải ngạn lưu nhiệt minh hương gia du tử âu lương vũ hương hòa đổi đất thanh hương chi dòng kim tường nhật chú vinh ngọc phương nam mô nhang vân cai bồ tát ma ha tát nam mô nhang vân cai bồ tát ma ha tát sơn thánh gia hội cùng thanh mẫu đệ tam mi văn thịnh mời thanh mẫu đệ tam Phật thiết trần kinh cứu khổ năng cứu ngục tù năng cứu trọng bệnh năng cứu bách đạt nam mô tiêu tai diệt thọ được chư Phật Bồ Tát ma ha tát sơn thánh gia hội cùng mời tam vị bà chúa thiên thỉnh chúa đệ nhất tây thiên mời chúa loan ra về đồng tôi linh xa cả tiết chân cài được sắt mãi đầu hiền áo hoa hiền như hương tàu chú điểm trang thank you.
chữ tay. Muôn dân thiên hạ chứ cho ai ai cũng thấy thịnh. Đền thờ chúa lăn đau vì dưới trướng khi chú hiền về thoáng thoảng mùi nhang hồng hào tỏa sáng bốn phương. Soi đường lục đạo ở hoa bốn mùa.
bàn cho đồng tiền tốt lụa dày, đồng lộc cho nhiều năm ngoài năm xưa, thành đồng con khuya sớm phục thờ. 30 mùng một người tư hôm rằm, 30 mùng một hôm rằm mười tư. Lấy lưng trời tắm đi.
Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
nâng nửa cơm làm chàng nhìn Hoa kia
hòa thắm tươi. Chim oanh níu lo nhạc rừng hát cũng ca vang. Tiên chú bà, tiên chú bà đã bước tới đâu, lòng chú dương đi bắt nhịp cầu mình hoa. Chú bà đã từ, chú bà đã từ sao bắt đầu sân sân hà. Diệu tâm dân nghi chú bà mò lắm thì tuyên yên thế chúa mắng bầu tiến dưng chú vò quạch quạch vò cháy chầu đi canh phương thì lại hay thuốc lào. Hoa cuồng đền thờ chúa Tùy Tùng Tùy Tốt trước sân điện có voi phô cùng ghê quỷ thiên chú bà ngọc diệp kim chi. Diệp kim chi phép
mượn phép mọi ý ai thì gian đàn. Lấy chữ bệnh Chúa đã lừng danh ý ý quyền hành trong tay đêm luyện thuốc ngày thời chú dạo cảnh dáng phù linh xem coi thế gian chú nhân từ đức nghi độ cao xa phép chúa bà cài từ hoàn sinh son đôi mực thân mình cho người chúc cứu những người dân lành mắc nạn nghề diệt những loài tàn sát yêu thương chú bà đồ cho nghe những kẻ hiếu sinh Bắc qua đèo
lên lời ca, đi lên ca, đi xuống núi hú ba ba núi đồi, ơi rừng ơi, núi rừng ơi. Tay điên tay điên hai lá in gầy, nâng cao đục đỉnh một bên. Trăm hoa đẹp vì nâu, đổ cho đồng phúc lộc dài lừng nghiêng. Căn số giờ dương
nhân nghiệp Chúa mới đổ cho. Chúa ghét người ăn nói quanh co, nói lời bàng bò, Chúa làm cho thất thờ. Nếu đã biết rồi, Chúa lại đổ cho. Vạn tội vạn xá xá cho con từ thầy, dành tiếng đồn cho tôi anh linh, cứu sinh cũng lắm giải oan cũng nhiều. Cũng ai tài lộc Chúa ban đi, cho ban kiếp lộc lần lộc xa. Chúng bà thương ai chín đời người chờ, thương ai đứng ngã ba đưa được trời hơi. Anh ra hồi cùng tôn quan tỉnh mời nơi nhân mong tôn quan đi lai lâm chắc ra được đền chung cho con lớn oai hùng. Lục trí thần thông tôn quan, lục trí thần thông quyền nghệ thu tam giới phi phong. Con bộ tôi hà thiên mi bạn ma hằng càng kêu ra lệnh truyền thiên đội bạn cơ, thiên đội bạn cơ lệnh truyền thiên đội bạn cơ quan đơn tự đồng chắc giang anh mình chưa là không sắp xa để quan lớn đệ nhất nghe thương thiên tài ai bằng, quan lớn đệ nhất tôi anh linh phò vương ngọc ngũ y con lớn dốc lòng cung kính.
tử nay nhất nhất tâm tâm bái thỉnh con lớn về đồng cho chợt chợt thế gian kêu. Đệ tử nay nhất nhất tâm bái thỉnh con lớn về đồng chợt chợt thế gian kêu. Ban phù dâu con lớn thiếu người trên dương thế quan lớn ngự cung vàng điện ngọc vẻ cư hoàng nhất bực chốn thiên cung ngài quý gia thanh thần non xanh toàn lớp mề còn lớn ngăn sông nhỉ hà quan lớn làm mưa xa chớp rồi thành ra hồi cùng giám sát quyền cai ngôi thiên đình quan lớn giám sát quyền cai cấm chi thiên địa không sai quan đại thần thank you.
trường phán các quan con lớn về trường phán các quan tả cơ đội lương ban láo đảng quân thủy quân bộ đội hà thiên binh vạn mã hàng ngàn kéo ra lệnh truyền thiên đội vạn cơ lên thấy tòa giang sơn san sát không đồ đẹp bằng ôi cát đồi ngàn tràn đêm mọi thu có hoa cùng đẹp như tranh vẽ hồi cung thái tử đệ tam ni phó
phong tôn thần, có lời thái tử đệ tam phi vương diện mạo dùng nhàn đẹp khác thường. Hàng tấu nói tiên đình thủy phù, trước trước có thật cai chân đi lạnh ra đi. Dù mới kiểm soát cõi phàm trần thế gian nghề, riêng ta tấu về thủy phủ vua cha đồng đình bốn dòng là tứ thoải cung. Văn đờn
tướng sự sự tích kỳ thành hoàng quan lớn tam phủ chống phong
bè so thuyền trước giữa dòng lênh đênh. Xanh vàng chỉ tội dương u chiều bình văn văn vò ba quan ra ngây ngọn rước văn lớn để tắm về châu. Trần gian mộ tay hoàng thái tử vương quan cứu sinh cũng lắm dài oan cũng nhiều. Đủ mọi điều, đủ mọi điều tài kiếp chi văn võ trong triều đình chẳng có nhường ai. Về nơi thao được toàn tài tình thần tam tứ phủ nào ai giáp bì. Giáng biên doanh ngân lai láng đuôi vầng hồng sáng giả tắm minh nghiêm ngài con vua thủy quốc đông đình để tam hoàng thái tử giáng sinh nơi đề rộng. Giang quay hùng quan lớn đệ tam nghi quan lớn đệ tam ngài thông minh chính trực trong triều đình quan lớn nào có nhường ai được thao thao được toàn tài định thần tam tứ phủ nào ai sánh bằng. Trấn Long Ngai, Trấn Long Ngai có lớn cầm quyền giúp chúa phép màu quan tối tu tối linh lệnh quan truyền thủy bộ chứng sinh chỉnh tề đại giáp trời miền trần thế gian. Khi ra khơi vào lạch thành thơi thuyền rồng trăm chiếc chèo bơi cá ba sông Bạch Hạc là nơi quan đi về. Thank you.
cầm canh, trong cầm canh ra chiêng linh ngói, đốt xanh vàng chìm nổi dư muôn chiều thật văn vò ba quan ra ngay đón rước con lớn để tam vào trong. Sân rồng ta chúc chen tiên vua cha ra ở ai rồng phát đòi hoàng tử vương quan đi về châu. Lên cứu trợ trần gian, bỏ tay hoàng thái tử vương quan, cứu sinh cũng lắm giải oan cũng nhiều. Chính trời trong triều đình có lớn nào có nhường ai, lược thao thao lược toàn tài, đình thần tam tứ phủ nào ai sánh bằng. Rồi về chơi dưới thoại phố, gióng cân đài y máu vào đầu, bắt dăm ba đồng tử đi theo hầu, vào cung vương phụ ra chầu mẫu vương. Nay ông đã về chầu nhân đức, cứu quân dân phản phúc thời cứu sinh, kêu ông về chốn thủy cung, độ cho đệ tử bách liên giai thọ trường. Xe loan thay ra hồi cung, thiệp bàn loan mời quan đệ tử vốn con trời, giáng ở tòa tiên cung.
trên phán 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 tả tới tôi lương phán đáo đàn quân thủy con một đôi hà thiên binh vạn ma hằng ngàn kéo ra lệnh truyền thiên nội vạn cơ thiên nội vạn cơ lệnh truyền thiên nội vạn cơ hoan lư lư đồng chắc chắc giang anh linh trước là khám xét phản thể sau là tu chóc tà tình phép này ý ra chẳng thế biến tay hợp bàn loan tình thần tam tư phủ chén rượu quỳnh quan chúc quan anh tần lầu gió mát chẳng chẳng thay đợt ca sao thổi yên quanh quanh lầu sông tâu đôi tụ đôi sông ngày ngủ giá tăng tăng nghe xu bàn loan mời quan đệ tử hồn con trời ngày giá tử tòa tiền cung thông chi thành ra